Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ có một trải bài chung với chủ đề là sự thật là gì. Thì ở trong trải bài này sẽ là một sự thật bất kỳ về công việc, về các mối quan hệ, về cuộc sống của các bạn ha. Thì ở đây các bạn hãy chọn một lá bài mà mình để trên đây. Hãy chọn lá bài mà các bạn cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ nhất, cảm thấy liên kết nhất để nghe được thông điệp sự thật về công việc, về tình yêu, về cuộc sống của các bạn ha. Thứ tự sẽ là 1 2 3. Chúng ta sẽ vô trải bài ha. Xin chào tất cả các bạn, chọn tủ bài số 1. Lá bài mà các bạn chọn với thông điệp là: tôi càng quan tâm đến bản thân của mình thì tôi càng trở nên giàu có hơn. Thì đây là thông điệp đầu tiên ở lá bài mà các bạn đã chọn. Bây giờ chúng ta sẽ vô trải bài chi tiết của các bạn ha. Đầu tiên mình sẽ xem về tình trạng hiện tại của các bạn, cái điều mà các bạn đang băn khoăn, cái điều mà các bạn đang trăn trở, mà các bạn đang thắc mắc đó, về sự thật của nó là gì. Vua Ly, Magician, The Fool. Ở đây mình thấy cái thắc mắc mà các bạn đang băn khoăn đó, sẽ liên quan đến vấn đề tình cảm. Bạn có thể đang chủ động theo đuổi ai đó, bạn đang có một đối tượng và bạn đang muốn kết nối với họ, đang muốn tiến xa hơn với họ. Hiện tại mọi thứ bây giờ mình thấy bạn ở trong vai trò của The Magician. Bạn là nhà ảo thuật của cái mối quan hệ này. Bạn là người thả vào đó những cảm xúc, tạo ra những cái hoạt động, những sự kiện, những chủ đề để có thể kết nối được với người kia. Bạn là người hoàn toàn gọi là nắm quyền, điều hành và phát triển cái mối quan hệ này ở trong cái thời điểm hiện tại ha. Mình thấy ở đây cái cách mà các bạn tiến tới với đối phương, cách bạn quan tâm đến đối phương theo một phong thái rất là nhẹ nhàng, điềm tĩnh, không có gì vồn vã vội vàng ở đây. Và đại diện ở đây là lá bài Vua Ly, King of Cups. Các bạn không hề nôn nóng với cái mối quan hệ này, mặc dù trong lòng các bạn có cái sự mong đợi. Ở đây mình thấy là đôi khi các bạn đã cảm thấy rằng là bạn và đối phương có thể là ngấp nghé, chạm tới cái mức mà hai người có thể mở lòng với nhau và quen nhau rồi. Gọi là tình trong như đã mà mặt ngoài còn e á. Nhưng mà cũng bởi vì có thể nó quá mới, hoặc là với các lá bài hiện lên ở đây thì mình chỉ thấy ở phía của các bạn thôi, chưa có thấy xuất hiện một cái thông tin gì ở phía của đối phương của các bạn cả. Cho nên mình thấy là cũng có đôi chút bạn cảm thấy không chắc chắn về cái cảm giác bên trong bản thân của các bạn á. Thì bạn cảm thấy một cách rất là mạnh mẽ rằng là đối phương có cảm tình với các bạn, và đối phương cũng có một cái mong muốn giống như các bạn. Nhưng mà bạn đôi khi bạn cũng băn khoăn là cái đó nó chỉ là cảm nhận của chính mình, là do mình tự suy tưởng ra như vậy, hay là thật sự bản chất của cái vấn đề, của cái mối quan hệ này là như vậy. Bạn không chắc chắn về điều đó. Mặc dù ở đây bạn ở trong một cái phong thái rất là tự tin khi mà bạn tiếp cận đối phương, nhưng mà cũng có một cái phần nào đó không an tâm, không hoàn toàn an tâm. Và với The Magician ở đây thì cũng thấy được là cái sự chủ động của các bạn á. Có thể nói là các bạn là người ở thời điểm hiện tại, các bạn làm nhiều hơn. Các bạn làm nhiều hơn cho cái mối quan hệ này, và đối phương chỉ là người đón nhận những cái gì mà các bạn làm thôi. Mình thấy là có vẻ đối phương cũng thích những cái điều mà các bạn làm cho họ. Khi mà họ ở trong cái trạng thái thụ động và họ chỉ tận hưởng những cái gì mà các bạn mang đến thôi, thì cũng có những lúc các bạn cảm thấy đuối, cũng có những cái lúc các bạn cảm thấy đuối và bạn băn khoăn về cái đầu phun của cái mối quan hệ này. Liệu bạn và họ có thể có một khởi đầu mới hay không? Bây giờ chúng ta sẽ qua vấn đề sự thật của cái vấn đề mà các bạn đang băn khoăn này. Các bạn có 6 kiếm, 7 gậy, The Chariot. Sự thật là gì? 6 kiếm 7 gậy, The Chariot. Đây có thể là một người mà gọi là người cũ, một cái mối quan hệ mà có thể đã để lại tổn thương trong cả hai người. Sự thật là đối phương của bạn họ vẫn chưa hoàn toàn chữa lành được. Họ vẫn chưa hoàn toàn chữa lành, họ vẫn chưa thoát khỏi được những cái ám ảnh của quá khứ để hoàn toàn mở lòng với các bạn. Sự thật là với 7 gậy ở đây, họ mong muốn thấy các bạn nỗ lực. Họ muốn thấy được sự nỗ lực, thấy được sự kiên trì bền bỉ của các bạn trong cái mối quan hệ với họ. Và có thể ở đây chính cái sự thụ động của họ cũng là một cách để họ thử thách các bạn. Bạn sẽ phải là
Người ở đây, cô gái ở đây cầm cây gậy lên để chiến đấu với 6 cây gậy còn lại và chứng tỏ bản thân của mình. Thì mình thấy là đối phương của các bạn họ đang ngồi cái vị trí quan sát và họ cân nhắc, họ theo dõi những hành động của các bạn, họ đón nhận những hành động của các bạn và họ không chủ động là bởi vì họ muốn các bạn nỗ lực hơn, kiên trì hơn. Những cái chuyện xảy ra giữa các bạn, đã từng xảy ra giữa các bạn với 6 kiếm ở đây, họ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được những cái tổn thương đó, chưa giải thoát được, chưa chữa lành được. Cho nên họ có cái nhu cầu cần các bạn chứng minh, cần các bạn chứng minh. Đó là cái lý do mà tại sao mà họ chỉ ngồi một chỗ và tận hưởng những cái gì mà các bạn làm cho họ. Và sự thật tiếp theo ở đây với lá The Chariot, trong cái mối quan hệ này, nếu các bạn muốn theo đuổi và muốn đưa cái mối quan hệ này tới một cái đích đến nào đó, thì các bạn sẽ phải là người chủ động. Các bạn sẽ phải là người chủ động, các bạn sẽ phải là người cầm cương cái mối quan hệ này. Bạn phải là người lái cái cỗ xe này, sẽ không phải là họ. Họ sẽ không phải là người dẫn dắt trong cái mối quan hệ này. Nếu mà các bạn là nữ thì trong cái tình huống này có thể các bạn sẽ nhiều lần rơi vào tình trạng cảm thấy mệt mỏi và chùn bước. Mặc dù có thể bạn biết, bạn cảm nhận rõ ràng rằng đối phương có cảm tình với các bạn, cũng có mong đợi trong cái mối quan hệ với các bạn, nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy chùn bước bởi vì các bạn luôn phải là người chủ động. Ở đây trong hình ảnh của lá bài The Chariot thì các bạn cũng thấy cái người đàn ông này họ lái cỗ xe, mà cái cỗ xe này á, để có một cái lực kéo nó về phía trước á, thì là thông qua hai con ngựa màu trắng và màu đen ở đây. Nó cũng đại diện cho những cái luồng tư tưởng của các bạn khi mà các bạn theo đuổi cái mối quan hệ này. Cũng như là có thể thấy rằng giữa bạn với họ, một đen một trắng, không thật sự có sự đồng điệu. Đây là mối quan hệ không có người tung kẻ hứng, mà chỉ có là người cho và người nhận thôi. Đối phương họ không hoàn toàn tránh xa các bạn, không hoàn toàn lạnh nhạt với các bạn. Họ vẫn hào hứng, họ vẫn tiếp nhận những cái gì mà các bạn làm cho họ, nhưng mà họ sẽ không có một cái hành động cụ thể nào để cho các bạn một điều gì đó hay là khơi gợi ở các bạn một cái gì đó. Họ chỉ ngồi đó và tận hưởng thôi. Sự thật là trong cái mối quan hệ này các bạn phải là người chinh phục, các bạn phải đóng vai trò của người nam, mang năng lượng nam để theo đuổi họ. Và bảy gậy ở đây cũng một phần nào sẽ mô tả cái tình trạng của các bạn là có những lúc các bạn cảm thấy mệt mỏi và trong cái mối quan hệ này các bạn sẽ phải vừa đóng vai trò là một người giống như một người anh, một người chị nhiệt huyết, vui vẻ, táo bạo, quyết đoán, nhưng lại cũng phải vừa đóng vai trò của một người mẹ. Với The Empress ở đây, bao dung, nhẹ nhàng, thấu hiểu thì bạn mới có thể chinh phục được họ. Bạn sẽ phải một lúc đóng cả hai vai trò, vừa là người bạn của họ, vừa là người đem đến cho cuộc sống của họ niềm vui. Và mình thấy cụ thể ở đây với lá bài kỵ sĩ gậy, thật sự khi mà họ được đón nhận những cái gì mà các bạn trao cho họ, cảm thấy rất là vui, cuộc sống của họ giống như trở nên có màu sắc hơn rất là nhiều. Bạn đem đến rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống của họ, đem đến rất là nhiều lửa cho cuộc sống của họ. Và ở đây bên cạnh vai trò là người bạn, các bạn còn phải đóng vai trò là người mẹ nữa, là một người bao dung, là một người có tình yêu thương vô điều kiện, vô bờ bến với họ. Và bốn tiền ở đây cho thấy cái mối quan hệ này là một kho báu, nhưng sẽ cần cái thời gian các bạn khám phá, mở được cái kho báu này rồi và sử dụng cái kho báu này như thế nào nữa. Có thể nói là trong cái mối quan hệ này, cái gánh nặng trách nhiệm của các bạn lớn. Bây giờ mình sẽ rút lời khuyên cho các bạn ha. Lời khuyên cho các bạn, The Emperor, Queen of Swords, 5-1. Quyền quyết định nằm trong tay của các bạn. Quyền quyết định nằm trong tay của các bạn. Nếu các bạn muốn, thật sự rất muốn kết nối với họ và bạn cảm thấy đáng, thì hãy theo đuổi và đừng chùn bước. Còn nếu bạn bị mất đi vai trò của The Emperor, bạn không còn làm chủ được cuộc sống của mình nữa, mà để cho những cái cảm xúc vui buồn, sự thụ động thất thường của đối phương á, ảnh hưởng đến các bạn, làm cho các bạn không còn ở trong vị thế của The Emperor nữa, bạn không còn sự tự tôn, không còn sự độc lập mà cảm thấy mình bị hạ giá, thì có thể các bạn nên nghĩ đến cái
hướng là từ bỏ cuộc chiến này. Từ bỏ cuộc chiến này nó sẽ không vào một cuộc chiến phù hợp với các bạn. Mọi thứ sẽ tùy vào cái phong thái của các bạn, thái độ của các bạn khi các bạn tiếp cận với đối phương và theo đuổi mối quan hệ này. Nếu các bạn là The Emperor thì mọi thứ sẽ đều ổn cả. Và với năm gậy ở đây, có thể bạn và đối phương sẽ mất một cái thời gian dài nữa dùng dằng với nhau mà chưa có một cái kết quả cụ thể. Thì các bạn hãy cân nhắc ha. Mình sẽ rút một thông điệp cho các bạn. Các bạn là người làm chủ cuộc sống của các bạn. Một lần nữa các bạn được nhấn mạnh điều này. Các bạn là người tạo nên thực tại của các bạn. Không để cho một ai đó là người khống chế các bạn. Các bạn không thể là người bị thao túng được. Bạn phải là người làm chủ cuộc sống của các bạn. Lựa chọn ai, yêu như thế nào thì phải là các bạn thôi. Và cái thông điệp lúc đầu các bạn chọn, khi mà bạn càng quan tâm đến bản thân của mình thì các bạn càng trở nên giàu có hơn. Cái giàu có này các bạn hãy hiểu theo một cái nghĩa rộng hơn. Nó cũng có thể ở trong cái phương diện tình cảm, tình yêu thì có thể là khi bạn càng quan tâm đến bản thân của mình, bạn mới có đủ năng lượng, có đủ thời gian, có đủ công sức để quan tâm đến một ai đó khác. Thì đây là thông điệp của các bạn tụ bài số 1 ha. Sự thật của các bạn tụ bài số 1 có liên quan đến một mối quan hệ. Bạn có thể đang băn khoăn về việc là mình có nên tiếp tục hay không. Thì đây là câu trả lời cho các bạn. Các bạn đã sẵn sàng với nó chưa? Thì đây là trải bài của các bạn tụ bài số 1 ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn tụ bài số 2. Xin chào tất cả các bạn chọn tụ bài số 2. Thông điệp mà các bạn chọn là: tôi lắng nghe cơ thể của mình và tôn trọng sự thông thái của cơ thể của tôi. Bây giờ mình sẽ vô trải bài chi tiết của các bạn ha. Đầu tiên mình sẽ vô là tình trạng hiện tại của các bạn bây giờ. Cái điều mà các bạn đang băn khoăn, đang đi tìm kiếm sự thật là gì? Page of Wands, Page of Pain, The Hybrid Deck. Với các bạn tụ bài số 2 ở đây thì mình có thể thấy là cái điều các bạn đang băn khoăn có liên quan đến công việc hoặc là cuộc sống cá nhân của các bạn. Một cái mục tiêu nào đó các bạn đang theo đuổi trong sự nghiệp, một mục tiêu nào đó trong cuộc sống cá nhân, thành công, giàu có, kết hôn trước 30, vân vân. Và các bạn đang ở những cái bước gọi là chập chững, những bước đầu tiên với hai lá bài pay ở đây. Bạn đang ở trong những cái bước đầu tiên để chinh phục mục tiêu của mình. Và nó có vẻ là đang hơi quá sức với các bạn. Các bạn cũng có thể cảm thấy đuối rồi. Cơ thể của các bạn đã lên tiếng rồi. Cụ thể là cái lá bài đầu tiên các bạn chọn, các bạn cũng thấy hình ảnh một chú mèo có thể là đang nằm yên lặng để lấy lại năng lượng và để lắng nghe cơ thể của mình. Các bạn đang cảm thấy là những cái gì các bạn đang có, sức lực, thời gian, khả năng thì không đủ để theo đuổi những mục tiêu, những ước mơ của các bạn. Các bạn cũng đang có một cái chút nào đó hoài nghi là mình có nên theo đuổi những mục tiêu này nữa hay không? Nó có thật sự là cái điều làm cho mình hạnh phúc hay không? Thì mình có thể thấy tình trạng hiện tại của các bạn là như vậy ha. Có thể ở đây các bạn mới đi làm một thời gian ngắn và đang trong cái quá trình gọi là xác định lại bản thân mình. Các bạn cũng ở đây cũng có thể trường hợp là các bạn theo đuổi một cái mục tiêu nào đó một thời gian cũng dài rồi, nhưng mà đôi khi các bạn thắc mắc là nó có đứt gắn giữa đường hay không. Nghĩa là mình nỗ lực rất nhiều mà mình không nhận lại được và mình buộc phải dừng lại. Thì đây là mình thấy cái tình trạng hiện tại của các bạn, những cái điều các bạn đang băn khoăn. Và với The Hybrid ở đây, đây là cái lúc mà các bạn đúng là cần phải dừng lại, tạm dừng và cho mình những khoảng nghỉ để lắng nghe bản thân của mình. Lắng nghe cái tiếng nói bên trong của các bạn đó, các bạn sẽ có cái câu trả lời. Nhưng mà để có được cái câu trả lời đó, bạn cần phải tạm dừng đã, tạm ngắt kết nối với những thứ làm cho các bạn đang rối đã, và lắng nghe bản thân của các bạn, tôn trọng cái tiếng nói bên trong bản thân của các bạn. Vì ở đây có thể là một trong những cái lý do mà bạn vẫn còn băn khoăn, vẫn còn muốn bám đuổi những cái mục tiêu kia là bởi vì bạn có cái sự tác động từ bên ngoài, từ gia đình, từ xã hội, từ đồng nghiệp, từ sếp. Họ tuyên truyền với các bạn rằng là cái mục tiêu đó là cái điều mà nhất định bạn phải có trong cuộc đời này thì bạn mới hạnh phúc. Nhưng mà có lẽ là bạn cần phải ngừng lại để lắng nghe bản thân của bạn. Có nhất thiết là đạt tới những cái điều đó mới là hạnh phúc hay không? Nó là hạnh phúc thật sự hay là một cái gì đấy người ta gán cho nó là cái danh là hạnh phúc? Thì các bạn cần cái khoảng thời gian lắng nghe bản thân thôi. Và sự thật ở đây là gì? 8 gậy, sức mạnh,
Kỵ sĩ tiền. Sự thật ở đây là gì? Các bạn có 8 gậy sức mạnh kỵ sĩ tiền. Sự thật ở đây là cuộc sống vô thường, đời vô thường. Với 8 gậy ở đây, mọi thứ sẽ đến và đi, đến và đi. Thành trụ hoại diệt, đó là quy luật của cuộc sống. Mọi thứ đều có thể xảy ra, mọi thứ bạn có thể đạt được, nhưng mà rồi bạn cũng có thể mất tất cả mọi thứ. Quan trọng là bạn học được gì và thái độ của bạn khi đối diện với nó là như thế nào. Nếu bây giờ các bạn ở đây, các bạn đặt ra những cái mục tiêu đó và các bạn nghĩ rằng là khi mình chạm đến những cái mục tiêu đó thì mình mới hạnh phúc, vậy khi nó rời bỏ khỏi cuộc sống của các bạn thì các bạn như thế nào? Các bạn có hạnh phúc nữa hay không? Đó sẽ là một cái câu hỏi lớn đặt ra cho các bạn ở đây. Các bạn sẽ hiểu được bài học của sự vô thường ở đây. Sự thật là bạn nên kiên nhẫn. Bạn cần sự kiên nhẫn trong cái tình huống hiện tại của các bạn. Sau khi các bạn làm việc với bản thân của các bạn, có một cái công tác tư tưởng với chính bản thân của các bạn, thì các bạn mới có đủ sức mạnh để các bạn kiên trì. Và kiên trì với cái gì? Kỵ sĩ tiền ở đây, nó phải là những cái mục tiêu cốt lõi, phải là những cái mục tiêu quan trọng của các bạn. Nó không phải là một cái gì đó phù phiếm bên ngoài nha. Giống như hình ảnh chàng trai ở đây ôm đồng tiền của mình và từ từ từng bước một, lững thững từng bước một tiến về phía trước vậy. Vậy thì cái đồng tiền ở đây của các bạn là gì? Điều gì mới thật sự là quan trọng, xứng đáng để cho các bạn kiên trì? Ở đây với lá bài sức mạnh thì mình thấy là trong những cái gì các bạn đang theo đuổi á, nó vẫn đáng để cho các bạn theo đuổi, hãy cứ theo đuổi nó. Nhưng theo đuổi nó để cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải là để bạn đạt được nó rồi bạn mới hạnh phúc. Sự hạnh phúc nó phải hiện diện ngay từng cái giây phút mà các bạn đang theo đuổi nó. Cái đó mới là cái sự kiên trì mà có giá trị. Phải luôn giữ được cái đồng tiền này là những cái giá trị cốt lõi của các bạn, chính là những cái lúc mà các bạn tận hưởng giây phút hiện tại để các bạn cảm thấy hạnh phúc và từ từ tiến tới cái mục tiêu của các bạn. Giống như trong cuốn sách Nhà Giả Kim á, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi mà bạn có thể tận hưởng ngắm nhìn thế gian nhưng mà vẫn không đánh rơi hai cái giọt dầu trên cái muỗng của mình á. Đó chính là cái tình huống của các bạn á. Một trong hai điều đó, không thể đánh mất điều nào, bạn phải giữ được thăng bằng với cả hai. Thì đó sẽ là câu trả lời cho các bạn đấy. Nếu hiện tại bây giờ các bạn đang cảm thấy quá áp lực vì công việc, quá mệt mỏi và những cái mục tiêu mà các bạn đặt ra về lương thưởng, về sự nghiệp, về thăng tiến, các bạn cảm thấy nó quá xa vời và cái môi trường hiện tại không cho các bạn được những cái điều đó, thì cái giọt dầu trên muỗng của các bạn bây giờ là gì? Nó không phải là cái mục tiêu về lương và thăng tiến, nó chỉ là một cái gì đó bên ngoài, là một cái cảnh đẹp của thế gian thôi, mà nó phải là lối sống chánh niệm. Bạn sống cho từng giây phút hiện tại. Nhưng bạn cũng không thể nghĩ rằng là tôi chỉ cần sống ở những giây phút hiện tại và tôi không cần có một cái mục tiêu nào. Như thế nó cũng bị thiếu hụt mất một cái phần. Mục tiêu sẽ là cái động lực để cho các bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Thì đó là sự thật của tình huống của các bạn ha. Bây giờ mình sẽ rút lời khuyên cho các bạn. 9 gậy, bánh xe số phận, 7 xu. Một lần nữa lại là một cái thông điệp về sự kiên nhẫn với lá bài 7 xu ở đây. Không nôn nóng. Bởi vì bây giờ các bạn đang ở trong cái tâm thế rằng là các bạn phải đạt được cái điều đó thì các bạn mới hạnh phúc, cho nên các bạn mới nôn nóng. Còn khi mà các bạn đã hiểu rằng là nó là cả một cái chặng hành trình và bạn chỉ đi trên nó để bạn trải nghiệm, và thông qua cái sự trải nghiệm đó bạn mới cảm thấy hạnh phúc, thì bạn sẽ không còn sự nôn nóng nữa. Hãy kiên trì, chờ ngày cây táo nở hoa ở đây. Và trong cái lúc mà các bạn kiên trì đó, bạn cũng cần phải lắng nghe, học cái cách lắng nghe những cái dấu hiệu của vũ trụ với lá bánh xe số phận ở đây. Nhịp điệu của cuộc sống của các bạn hiện tại đang như thế nào? Nếu hiện tại ngoại cảnh không có thuận lợi cho các bạn tiến lên thì tại sao các bạn cứ phải cố chấp để tiến lên? Không nhất thiết phải cố chấp để tiến lên trong cái tình huống hiện tại ha. Bởi vì các bạn sẽ hao tổn sức lực rất là nhiều. Đây là cái thời gian mà các bạn cần phải có được cái 9 gậy này. Thu mình lại để nuôi dưỡng bản thân. Và cái thông điệp đầu tiên, hãy nhớ cái thông điệp đầu tiên mà các bạn chọn. Nó sẽ là gọi là một cái dấu hiệu vũ trụ gửi đến cho các bạn thông qua cơ thể của các bạn đó. Hãy lắng nghe cơ thể của các bạn. Nó đang vui, nó đang buồn, trạng thái của nó như thế nào? Nó đang mệt mỏi hay đang sung sức? Hãy lắng nghe nó. Nó sẽ là những cái dấu hiệu để mách bảo cho các bạn biết là các bạn cần phải làm gì vào lúc này. Nếu quá mệt mỏi có thể tạm nghỉ. Thì đây là trả bài của các bạn, tụ bài số 2 ha. Thông điệp của các bạn thì cũng khá là rõ ràng rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn tụ bài số 3 ha. Xin chào tất cả các bạn chọn tụ bài số 3. Thông điệp mà các bạn chọn là
Tôi yêu thích sự hài hước của mình. Tôi yêu thích cái gu hài hước của chính mình. Tôi tìm ra những cách để luôn cảm thấy vui vẻ mỗi ngày. Đây là thông điệp của các bạn đầu tiên các bạn chọn. Bây giờ mình sẽ vô trải bài chi tiết của các bạn. Đầu tiên là trạng thái hiện tại của các bạn, điều gì làm các bạn băn khoăn, điều gì các bạn đang tìm kiếm sự thật từ nó. 4 ly, 1 gậy, Hanged Man. Có thể hiện tại các bạn đang cảm thấy là cuộc sống của các bạn nó hơi nhàm chán với 4 ly ở đây. Không có điều gì mới mẻ, không có điều gì kích thích, mang tính kích thích. Mọi thứ lặp đi lặp lại, nhàn nhạt mỗi ngày. Bạn ở đây cũng có thể là trường hợp mà các bạn muốn với tay ra để đón nhận một cái ly ở đây đại diện cho những cái điều mới mẻ trong cuộc sống của các bạn. Nhưng mà các bạn lại cũng có sự chần chừ, cũng không đủ dũng cảm để có thể nắm bắt nó. Bên trong các bạn có thể đang gọi là sục sôi nhiệt huyết, năng lượng rất là cao. Các bạn muốn bước ra bên ngoài, muốn khám phá thế giới, muốn được làm những cái gì đó mới, muốn tạo cho cuộc sống của mình nhiều điểm nhấn, nhiều cái sự thú vị hơn. Cũng có thể là bởi vì một thời gian rồi các bạn ở nhà, các bạn ở nhà và các bạn thấy là cuộc sống nó tù túng ngột ngạt ở đây. Nhưng mà trong cái tình thế này các bạn giống như lá bài The Hanged Man á, các bạn chỉ có thể là treo chân và ở trong cái trạng thái tĩnh lặng thôi, chứ không thể làm được cái gì khác. Bạn không thể hành động trong cái tình huống này. Đó là cái điều mà làm cho các bạn khó chịu. Ở đây cũng có thêm một tình huống nữa là việc mà các bạn muốn thể hiện bản thân của các bạn với một gậy. Bạn muốn thể hiện những cái khía cạnh khác của bản thân, sự vui vẻ hài hước của các bạn. Bạn muốn được một lần tỏa sáng trong đám đông, nhưng mà bạn chưa có cơ hội, hoặc là bạn không đủ dũng cảm để nắm bắt cơ hội. Mỗi khi mà bạn dũng cảm để bạn nắm bắt cơ hội, để bạn thể hiện bản thân, thì y như rằng nó sẽ xảy ra một cái sự cố nào đó, một cái điều gì đó trục trặc, một cái điều gì đó mà các bạn cảm thấy là không hài lòng về bản thân, và các bạn càng tự ti hơn nữa. Và các bạn đang thắc mắc sự thật là gì? Mình có nên tiếp tục thể hiện bản thân hay không? Hay là mình nên dừng lại? Mình có nên nắm bắt cái cơ hội mới đó hay không? Hay là mình cứ sống an toàn đi? Mình cần phải làm gì đây? Thì mình thấy đó là trạng thái hiện tại của các bạn và cái điều mà các bạn đang thắc mắc cũng như là đang tìm kiếm. Bây giờ mình sẽ qua sự thật. Sự thật ở đây là gì? Các bạn có Temperance, 5 kiếm, bánh xe số phận. Sự thật trong tình huống của các bạn là gì? Các bạn cần đạt được cái trạng thái cân bằng. Hiện tại mình thấy là các bạn chưa có cân bằng. Cụ thể ở đây nó là cái khát vọng bên trong của các bạn và cái gì mà các bạn thể hiện bên ngoài. Mình thấy ở đây các bạn chưa hoàn toàn thể hiện hết con người thật của các bạn. Mà khi mà bạn không thể hiện hết con người thật của các bạn khó lòng mà cảm thấy hạnh phúc được. Đặc quyền lớn nhất trong cuộc đời của một con người là được sống thật với chính bản thân của mình, với tất cả ưu điểm và khuyết điểm. Và ở đây bạn chưa có được cái sự cân bằng đó. Đó chính là cái điều mà làm cho các bạn cảm thấy không có thoải mái. Nó không phải nằm ở cái vấn đề là ngoại cảnh có thuận lợi hay không, bạn có cơ hội để thể hiện bản thân hay không, hay là người khác sẽ đánh giá về các bạn như thế nào khi mà các bạn thể hiện hết bản thân của mình. Mà cái mấu chốt ở đây là các bạn cần phải chấp nhận được con người của các bạn, chấp nhận tất cả mọi cái khía cạnh đó để tinh thần của các bạn có được sự cân bằng. Còn nếu mà có một phần nào đó mà các bạn đang cố gắng đè nén, trốn tránh bởi vì bạn sợ người ta nói mình thế này thế kia, bởi vì bạn sợ mình nhạt, bởi vì bạn sợ mình nhạt, bởi vì bạn sợ mình không có thú vị, bởi vì bạn sợ mình vụng về, thì các bạn sẽ luôn ở trong cái trạng thái rất là căng thẳng về thần kinh khi mà bạn đè nén cái năng lượng đó. Và sự thật ở đây là bạn cần phải làm điều đó, thể hiện bản thân của mình cho chính mình, cho chính mình. Ở đây với 5 kiếm thì mình thấy là có thể bạn bị tác động từ bên ngoài khá là nhiều, từ những ý kiến của mọi người xung quanh. Bạn là người mà khá để ý đến thái độ và suy nghĩ của mọi người về các bạn, cách mọi người nhìn về các bạn đó. Các bạn để ý điều đó và nó cản trở năng lực của các bạn. Và ở đây sự thật tiếp theo với bánh xe số phận,
Cuộc sống là một cái vòng tuần hoàn, không có ai ở mãi trên đỉnh cao nhưng cũng không có ai ở mãi ở vực sâu cả. Giống như bốn mùa xuân hạ thu đông vậy. Có thể thời điểm này bạn không có một cái phong thái tốt nhất để thể hiện bản thân của mình, nhưng không có nghĩa là mãi mãi về sau bạn không bao giờ thể hiện được bản thân của các bạn. Bây giờ có thể bạn còn sợ, và thật sự là bên ngoài chưa cho các bạn những điều kiện thuận lợi. Ví dụ như bạn là một người có năng khiếu nghệ thuật nhưng mà lại đi học một cái ngành liên quan đến tài chính chẳng hạn. Nhưng không có nghĩa là về sau cái tình trạng này nó sẽ xảy ra mãi mãi, mọi thứ đều có một cái sự xoay chuyển. Và ở đây với lá bánh xe số phận mình còn thấy một cái góc nhìn khác, đó là mọi người có những cái suy nghĩ khác nhau. Có thể ở trong môi trường này mọi người chê bai các bạn, nhưng sang môi trường khác các bạn lại là những người nổi bật và tỏa sáng. Sẽ có người họ cảm thấy phù hợp với năng lượng của các bạn, và cũng có những người họ không cảm thấy phù hợp. Đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân, và nó không có phải là lỗi của các bạn. Nó không phải lỗi của các bạn. Sự thật ở đây là hãy tự tin thể hiện bản thân của mình, nắm bắt tất cả những cơ hội đến với các bạn, những điều mà bánh xe số phận này đưa đến cho các bạn, để các bạn tận dụng nó và khám phá bản thân của các bạn. Khi bạn càng hiểu rõ về bản thân của các bạn, bạn càng yêu thương bản thân của các bạn, thì những cái điều tốt đẹp càng đến với các bạn nhiều hơn. Đó là sự thật trong tình huống của các bạn, tủ bài số 3. Và bây giờ mình sẽ qua lời khuyên cho các bạn ha. Bảy kiếm, The Magician, Devil. Ở đây có thể một số bạn sẽ bị đánh đồng cái việc là thể hiện bản thân của mình là khoe khoang. Hoặc là một số bạn sẽ nghĩ khi mà mình chọn cái giải pháp an toàn á, khi mà mình tránh xung đột á, khi mà mình không thể hiện cá tính của bản thân á, thì mình ít va chạm với người khác. Như thế là dĩ hòa vi quý, và mình sẽ tạo nên những cái mối quan hệ tốt đẹp. Thì có thể ở đây các bạn sai nha, bởi vì mọi người họ cảm nhận được cái năng lượng không có thật của các bạn với bảy kiếm ở đây. Có thể lúc đầu họ thấy các bạn an toàn, các bạn thành thật, các bạn hiền lành, để cho họ dễ làm bạn với các bạn, nhưng mà về lâu về dài nó không là cái không phải là cái phương án phù hợp. Khi mà bạn không thể hiện hết con người của các bạn á, sớm muộn đối phương họ cũng sẽ cảm nhận được cái năng lượng của bảy kiếm này, và họ cảm thấy là các bạn có một cái gì đó giả tạo, cảm thấy các bạn đôi khi có cái gì đó giả tạo, mặc dù các bạn không làm gì sai cả và các bạn cũng không có lừa dối gì họ cả. Ở đây các bạn không nên nén bản thân của các bạn lại nhé. Và với The Devil ở đây á, nếu mà các bạn nén bản thân của các bạn quá lâu và không thể hiện bản thân của các bạn á, thì nó sẽ sinh ra một cái năng lượng tiêu cực, đó là có thể khi các bạn có cơ hội các bạn sẽ làm những chuyện sẽ có hậu quả. Những chuyện có hậu quả, hoặc là khi mà các bạn đã thể hiện được bản thân của mình đó, thì có thể là nó bị đẩy sang cái hướng tiêu cực và cực đoan. Bạn có thể lại ngược lại, bạn lại áp đặt người khác, hoặc là luôn cho rằng là mình đúng. Sẽ có những cái tình huống như vậy. Ở đây lời khuyên của các bạn, The Magician, hãy thể hiện bản thân của các bạn đi. Hãy thể hiện hết tất cả đi. Hãy cho phép bản thân của mình trải nghiệm những cơ hội mới, va vấp, sai lầm, rút kinh nghiệm và trưởng thành. Mình sẽ rút một thông điệp cuối cho các bạn. Field of Dream. Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Hãy sống với tinh thần của một đứa trẻ, tràn đầy niềm tin, mơ ước và nhiệt huyết. Bạn bây giờ đang bị ego của các bạn khóa chặt á. Bạn đang bị khóa chặt một cái vai diễn của sự nhút nhát, e dè. Nhưng mà hãy sống với tinh thần của một đứa trẻ, điều đó mới làm cho bạn hạnh phúc thôi. Và cái thông điệp đầu tiên mà các bạn chọn: tôi yêu thích sự hài hước của mình. Tôi tìm kiếm những cách để cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn mỗi ngày. Dù cho bây giờ bạn đang ở trong vai diễn như thế nào, thì hãy luôn trân trọng nó và tiếp tục khai thác bản thân của bạn. Bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều bất ngờ, không chỉ là trong cái tình huống này. Thì đây là trả bài của các bạn tủ bài số 3 ha. Với các bạn tủ bài số 3 thì sẽ khó có rất là nhiều cái tình huống khác nhau. Thì các bạn hãy đối chiếu cho các bạn cái tình huống phù hợp và lấy những cái thông điệp hữu ích cho các bạn ha. Mình đã làm xong trả bài của ngày hôm nay ha. Mình sẽ kết thúc trả bài ở đây. Mong là các bạn đã nhận được những thông điệp hữu ích cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.